Xin chào các bạn. Mình là Lầu, mình là người làm trà dâu rồng. Đây là khu vườn trà cổ thụ. Là vùng nguyên liệu của mình. Mình đang mua vùng nguyên liệu mua trà tại đây. Các bạn có thể thấy những cái cây trà đây rất to và sống rất lâu năm rồi. Có đường kính là khá là lớn. Những cây phong lan thậm chí có thể sống và ký sinh ở trên thân cây trà được. Thì các bạn có thể hình dung được cái kích thước của nó như thế nào rồi. Ở đây độ cao ở đây vào khoảng 1.200m đến 1.500m. Trà ở đây thì nó nhiều vô biên các bạn ạ. Đây là khu vườn trà này thì sau khi mọi người đã hái xong vụ xuân thì các đồng bào dân tộc ở trên này đã đốn, gọi là hạ ban, đốn hết những lá già đi để cho vụ tới những chồi non của lá trà sẽ mọc lên. Khi đó thì bao nhiêu dưỡng chất sẽ tập trung vào hết cái chồi non đó. Đó, khi các bạn uống những sản phẩm trà của mình làm ra thì cực kỳ thơm ngon. Lý do là 100% trà của mình làm là được mình thu mua ở khu vực vườn trà cổ thụ này. Xin chào các bạn.